Rồi, xin chào các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và bạn sự nghĩ ha. Hôm nay là mùng 10 ngày vía thần tài. Nếu các bạn có được xem được cái video clip này thì nhớ theo dõi hết clip nha. Hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn xem là ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng đang có những dòng xe nào và khuyến mãi như thế nào nha. Ok, bây giờ đầu tiên là chiếc này. Đây là một chiếc của AMG, Mercedes C43 AMG. Con này nó có mã lực lên tới 408 mã lực. Rất là mạnh các bạn. Động cơ 2.0 thôi. Con này thì là có động cơ one man one engine. Giá bán của chiếc này hiện tại đang rất là tốt. Đâu đó lăn bánh khoảng 3 tỷ thôi. Bạn đã có một chiếc C43 AMG rồi. Rồi, kế tiếp bên đây GLC 300 4Matic. Đây là một phiên bản xe GLC All New, phiên bản thế hệ mới, rất là bán chạy ở thị trường Việt Nam mình và toàn cầu luôn. Hiện tại GLC 300 4Matic đang có giá là 2.799 tỷ, chưa bao gồm chi phí lăn bánh các bạn ha. Hiện tại thì xe GLC cũng như là xe C đang được chiết khấu và được rất là nhiều quà tặng của Mercedes-Benz Việt Nam. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu thì hãy liên hệ số hotline của Mạnh nha. Mạnh sẽ báo giá trực tiếp từng khu vực mà các bạn đăng ký biển số. Giá đang rất là tốt các bạn ơi. GLC 300 4Matic. Đây là một chiếc xe vừa về luôn, rất là mới. Xe chưa có bóc siêu luôn các bạn. Đây, còn này, còn ni lông còn rất là nhiều đây. Xe mới về, rất là thơm. Chiếc này là màu trắng mà thắt đen ha. Thường thường thì GLC 300 và GLC 200 4Matic á đặt hàng chờ rất là lâu các bạn, khoảng 1 đến 2 tháng. Tuy nhiên là thời điểm này là xe đang có sẵn. Mọi người có thể bấm số lấy liền về ngay luôn. Khoảng 2 ngày thôi. Rồi. Tiếp đây là một chiếc C200. C200 này phiên bản Avantgarde các bạn. Hiện tại thì chiếc này là xe demo của bên công ty mình ha. Hiện tại thì đang bán lại luôn. Nếu mà quý anh chị và các bạn có nhu cầu muốn mua cái dòng xe mà đã qua sử dụng của hãng rồi, nhất là những dòng xe demo, xe lấy thử, thì đến trực tiếp showroom mình sẽ báo giá cũng như là dẫn các bạn đi xem từng chiếc xe ha. Đó. Chiếc xe này là C200 Avantgarde phiên bản V0. Sản xuất 2022 các bạn. Đó. Một màu xanh. Màu xanh đen. Nội thất đen ha, còn mới lắm. Đi mới mấy trăm cây à. Rồi qua đây. Qua đây. Hiện tại thì showroom cũng đang có thêm mấy cái mẫu xe. E200 Evolution các bạn, phiên bản 2023. Chiếc xe này cũng đang bán luôn. Dòng xe này thì chỉ mới đi có khoảng 22 km các bạn. 22 km mới, cực kỳ mới luôn, mới đăng ký chưa chạy luôn các bạn. Bán luôn nha. Ai quan tâm thì liên hệ số hotline của Mạnh. Bán luôn, giá rất là tốt. Thấp hơn xe mới đăng ký khoảng 20%. Đó, mà xe chưa chạy nha, xe mới nha, xe mới hoàn toàn 100%. Đó, E200 thì rất là sang trọng các bạn. Đó, nội thất thì rất là rộng. Đó. Có điều hòa 3 vùng độc lập luôn, ghế da rồi, rèm che nắng. Đó, loa bơm master. Đó, cửa hít luôn. Có cửa hít luôn các bạn. Đó, có cảnh báo điểm mù có đầy đủ luôn. Đó, lớp Michelin rất là êm ái ha. Mâm này mâm 17 inch thôi. Rất là êm luôn. Có keyless go, có cửa hít đầy đủ luôn. Đây. Đó, đặc biệt ha. Mới 22 km thôi các bạn. Rất là mới luôn. Xe chưa chạy luôn, xe chưa lăn bánh luôn. Đó, ai có nhu cầu thì liên hệ Mạnh nha. Rồi, đi tiếp bên đây thì là xe gì đây? Đây là một chiếc xe C200 Plus các bạn. Phiên bản mới luôn. Mới luôn, chưa chạy luôn. Đây là xe công ty mình ha, chở mấy sếp đi thôi. Đó, hôm nay mình lấy ra bán luôn. Bán luôn, xe này thì chỉ mới có để mình xem coi. Mới có mấy trăm cây các bạn. Mấy trăm cây thôi. Khoảng 400 mấy cây thôi. Xe này sếp Mạnh chạy vòng vòng Sài Gòn thôi. Đây, nội thất màu nâu. Ngoại thất màu đen đẹp lắm các bạn ơi. Đó, C200 Avantgarde LED thì cái bản này là bản mới nhất rồi. Có màn hình, có đồng hồ luôn, có đầy đủ. Loa bơm master ốp gỗ này kia nọ luôn. Đây. Đó. Ghế da màu nâu đẹp lắm. Có rèm che nắng luôn, đây ha. Đó, y chang E200 luôn. Nó chỉ khác là không có cửa hít thôi. Bạn nào lắp cửa hít vô là nó y chang E200 luôn. Nhìn rất là sang. Cốp thì là cốp mở điện luôn.
Đó. Đó. Có đá cốp, có đầy đủ luôn. Rồi. Xe này thì bán nhiêu đây? Xe này thì bán là 1679. Đây. Đây đây là cameraman. Đây C200 LED ha, 22. Xe công ty, đây nè, giá là 1679 nè. Bạn alo đi, bạn xin phép giảm thêm cho. Đó, xe nhiều lắm. Đây là C300 nè. Xe này thì cũng đã qua sử dụng luôn các bạn. Xe này chỉ chở sếp chạy một vòng thôi xong rồi lấy ra bán. Xe này vài chục cây à, vài chục km à, mới lắm, mới tinh à. Cái này là màu xám Serenite Gray, màu xám này là màu xám titan các bạn, rất là đẹp, ra nắng rất là ánh ánh, rất là đẹp. Nội thất con này là nội thất màu đen, còn thơm mùi mới luôn các bạn ơi, thơm mùi mới luôn. Đó, ai lấy chiếc này thì quá là ngon rồi. Dòng này thì là C300 là dòng mới rồi, đi nó êm lắm, đi nó có nhiều công nghệ cũng như là nội thất nó đẹp các bạn, thật sự rất là đẹp. C300 đời mới đẹp lắm các bạn ơi. Đó, mà lấy phải con này thì quá tuyệt vời, giảm đâu đó thấp hơn xe mới 400-500 triệu mà các bạn. Đó, giá tốt lắm, có cốp điện này kia luôn, camera 360 rộng mênh mông. Đó, cốp đồ muốn để gì để, rộng lắm. Xe này thì các bạn lấy là bấm biển số mới luôn nha, bấm biển số định danh theo các bạn luôn. Đó, đi con này là quá là ok rồi. Rồi bên đây là có chiếc GLC 2022. Xe này xe công ty, xe này được 5.200 km. Xe này đăng ký tháng 10 không 2022 ha. Màu đen. Con này thì có đèn multi-beam luôn, đầy đủ. Đó, nội thất màu nâu đẹp lắm các bạn ơi. Đây. Chiếc này thì cũng sử dụng động cơ 2.0 ha, turbo 258 mã lực. Đây, dẫn động 4-Automatic toàn thời gian luôn. Đó. Nó có hộp số 9 cấp đầy đủ luôn. Loa bơm master đầy đủ. Ốp gỗ đẹp lắm các bạn ơi. Chiếc này thì cũng là của mấy sếp mình đi thôi, và làm xe lái thử này kia nọ đó thì chỉ chạy quanh quanh khu vực Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ cũng không có đi xa. Đó. Con này lợi lắm, con này thì tiết kiệm cực kỳ. Con này rất là tiết kiệm, cốp cũng cốp mở điện luôn. Có rèm che hành lý nè. Đó. Rồi, dưới đây có lốp sơ cua. Đẹp lắm. Chiếc này thì cũng đang được giá rất là tốt. Mọi người ai quan tâm thì ghé showroom mình xem nha. Đó, xe này là không khác gì xe mới các bạn, mới lắm, còn mới lắm. Nếu mà bên Mạnh ha, mua xe từ xe lái thử của công ty, xe đã qua sử dụng của công ty, thì bên mình vẫn có chính sách bảo hành của chính hãng luôn, bảo hành 3 năm không giới hạn km ha, kể từ khi mà các bạn lăn bánh đó. Rồi cũng như là chính sách bảo hiểm bảo hành này kia luôn, Mạnh cũng sẽ bao trọn gói luôn, đầy đủ luôn. Làm hồ sơ thủ tục hết, các bạn chỉ lên lấy xe về lăn bánh chạy về thôi. Đó, cũng sẽ là tặng dán phim luôn nha, hiện tại xe này chưa có dán phim, mình sẽ tặng dán phim luôn đó, tặng phủ ceramic cho các bạn luôn đó, ceramic đẹp lắm. Ok, bên đây là một sản phẩm nha của nhà AMG. Nếu các bạn theo dõi những clip trước của mình thì có thể biết đây là một cái xe coupe thể thao GT53. Con này là cũng đang bán rất là tốt bạn, thấp hơn xe mới đâu đó hơn 1,5 tỷ, tuyệt vời luôn. Xe này là của sếp tổng mình đi nha, đó, của sếp tổng mình đi ha, đi rất là ok luôn, đi bác chỉ chạy vòng vòng thôi đó, bác người nước ngoài mà nên là cũng ít đi nhiều lắm, nên là lấy chạy vòng vòng trong khu vực Sài Gòn thôi. Xe còn mới tinh nè, đó, mới chạy có 700 cây thôi, 700 mấy cây các bạn, xe không khác gì xe mới luôn, còn thơm mùi mới luôn đó, ni lông ni rồi chưa tháo này kia luôn, còn mới tinh nè. Xe này dán phim rồi nha, cửa không viền, cửa không viền đẹp lắm, xe này cực kỳ đẹp. Rồi xe này đang bán là 6 tỷ mốt các bạn ha, còn giảm nữa nha. Đó, đẹp lắm các bạn ơi. Đây là GT53 AMG. Đó. Con này là động cơ 3.0, 367 mã lực. Dẫn động 4-Matic toàn thời gian.
có hệ chấn động robotic lết nha các bạn, chạy mạnh lắm, đi cực sướng. Nếu mà ai quan tâm cũng như là muốn lái thử dòng xe này thì lên showroom mình, mình dẫn cho đi xem một vòng, thích xe nào lấy xe đó ra mình chạy ha. Rồi bên đây là một xe, xe này thì có khách đặt cọc rồi nha, khách cọc rồi thôi mình qua xe này đi. Đây chiếc S-Class, chiếc S Luxury các bạn ơi. Đây là một màu xanh carbonite đẹp lắm, xanh này xanh xanh nautic các bạn, xanh nautic, xanh này nó sẽ đậm hơn carbonite một xíu ha, nó giống như carbonite vậy đó, nó sẽ là xanh đậm, xanh ánh đen các bạn. Con này là nhập Thái Lan đó, con này nhập Thái Lan, con này là sản xuất 2022 xe công ty nha đó, chạy được là 5.800 km nè đó, động cơ i6 nè, 367 mã lực nè đó, 5.259 nè. Giá này là còn giảm nha các bạn, chính sách bảo hành bảo hiểm của hãng là vẫn đầy đủ luôn đó, phụ kiện đầy đủ luôn. Con này rất là đẹp các bạn. Chiếc này là S Luxury nên là bản cao cấp nhất của xe S rồi đó, có ốp gỗ rồi da nắp ba, vô lăng màn hình mới đầy đủ luôn. Con này thì là cũng chở sếp tổng của mình đi luôn đó. Nếu mà cô bác quý anh chị mà có nhu cầu tìm hiểu về dòng xe S này, đặc biệt là cái xe đã qua sử dụng, nếu mà có nhu cầu thì cứ liên hệ Mạnh ha. Mạnh sẽ dẫn mọi người xem trực tiếp từng dòng xe luôn. Mấy cái xe này thật ra thì là xe của sếp đi nên là đi rất là kỹ, có tài xế giữ nên là đi mỗi ngày đều về rửa vệ sinh cũng như là bảo quản rất là kỹ các bạn, nên là không có một chiếc chạy luôn nha, rất là kỹ luôn, đi rất là kỹ, thậm chí là không chở khách luôn. Xe này đặc biệt là chỉ chở sếp thôi, đi công tác này kia thôi, và chỉ đi trong Sài Gòn thôi các bạn, không có đi xa đó. Đó, tài xế rất là chuyên nghiệp đó, nghe không, tài xế chuyên nghiệp lắm. Và cái màu sơn, nước sơn rất là đẹp các bạn, nước sơn của cái dòng S đó, đặc biệt là cái dòng S nhập Thái Lan đó. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, đẹp rất là đẹp. Và cái xe này nó sẽ cũng sẽ có cái công nghệ đèn multibeam luôn, thế hệ mới luôn đó. Con S này mà thật sự mà nói thì cô chú mà ở vườn á, đi thăm vườn á, đi con này rất là êm, rất là ok luôn. Nó có massage, thông gió, cũng như là công nghệ mới của Mercedes ha, đều nằm trên con S này, cực kỳ tuyệt vời. Đó, nó chỉ dưới Maybach một bậc thôi, đó, còn lại là rất là ok. Ngoài ra thì ở bên đây còn có một chiếc S-Class đời 2021. Con này thì cũng đang được bán đâu đó khoảng 2 tỷ hơn thôi, 2 tỷ hơn thôi, cô chú quý anh chị ha, 2 tỷ hơn thôi, nhưng mà nó cũng sở hữu rất là nhiều công nghệ mới nha. Đó, không có thua kém gì phiên bản mới đâu. Đó, cũng có công nghệ đèn multibeam nè, đó, hệ dẫn động 4MATIC toàn thời gian nè, cửa hít. Đặc biệt á, cái dòng S đời 2021 á, là cái công nghệ, cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đây, mọi người xem thử nha, cái thiết kế của nó này cũng còn giữ nét cái nét thiết kế cổ điển cũng như là sang trọng của cái dòng S-Class Maybach. Rất là đẹp các bạn, hai màn hình đôi luôn, màn hình 12.3 inch cũng như là loa Bermester đó, sưởi ghế làm massage đầy đủ luôn. Đây, ở phía sau này hơn 2 tỷ thôi, có hai màn hình đó, có màn hình, có massage, có đầy đủ lít, có rèm che nắng, cửa sổ trời, panorama đó, hơn 2 tỷ đồng thôi mà kiếm đâu ra cái xe S-Class như thế này. Đó, ở thời điểm hiện tại thì mà được bảo hành chính hãng luôn, cũng như là những cái chính sách của hãng thì vẫn sẽ được ưu ái, đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đã mua xe và hoặc là sắp mua xe của Mercedes-Benz ha. Đó, nếu mà khách hàng đã mua xe rồi thì cũng có chính sách tốt hơn. Đó, và đặc biệt là nếu khách hàng nào mà sắp sửa mua thì bên Mercedes cũng sẽ có chính sách đặc biệt dành riêng cho những khách hàng lần đầu sở hữu Mercedes ha. Đó, xe này thì cũng có phục hơi luôn nha, nâng hạ gầm luôn. Rồi, bên đây là có một chiếc xe C200 LED phiên bản V0. V0 với V1 nó sẽ khác nhau cái bộ mâm ha, còn lại nó sẽ giống nhau toàn bộ. Đó, chở sếp luôn, sếp này là bên sếp khác nha, sếp này là bên nhân sự ha. Đó, là xe này nếu mà quý chị, quý anh chị và các bạn, cô chú ha, còn có mua xe này thì là bên hãng cũng sẽ giảm giá rất là tốt, chiết khấu rất là tốt ha. Đó, xe này chỉ vài trăm km thôi. Đó, cũng có rèm che nắng nè. Đó, đã phủ ceramic cũng như là dán phim rồi. Đó, nhưng mà nếu mà mọi người lấy thì bên hãng cũng sẽ tặng cho một cái gói phụ kiện là phủ ceramic lại luôn. Đó,
và cốp điện luôn nha mọi người. Đó, đầy đủ hết. Xe này là sếp đang đi. Đó, nếu mà ai thích dòng nào, màu gì, thích màu gì, mạnh xin lấy luôn. Đó, còn lại bên đây là chiếc xe mới ha. Bên đây thì có GLC 300 nè, phiên bản màu đen nè. Đó, automatic nè. Phiên bản này là 2 tỷ 799 ha. Đó, rồi, cái này là xe điện nha. Mình có một đài đánh giá về cái xe điện này rồi. EQE 500 SUV. Đó, là 4 tỷ thôi. Xe này 4 tỷ. Nhưng mà cũng có chính sách đặc biệt luôn. Đó, giảm đặc biệt luôn. EQS 450. À sorry các bạn, bản này là 580. Bản này là giống chị Đoàn Duy Băng đó. Bản cao nhất luôn. Bản này là có đầy đủ option luôn. Có head up display, có màn hình rồi da. Đó, rồi. Đèn nè, đẹp ghê chưa? Đó, đánh lái bánh sau đầy đủ luôn. Đó. Rồi, ở đây thì có EQS SUV 500 nè. Rồi, bên đây có G63, có đầy đủ luôn. Để mình mở cái đèn lên cho mọi người xem. Đó, muốn xe nào thì có xe đó luôn. Các bạn mà muốn dòng xe mới chưa qua sử dụng thì mình cũng có. Và xe đã qua sử dụng, và đặc biệt là những cái xe này rất mới cho các bạn. Hầu như là chỉ chở sếp thôi, đi quanh khu vực Hồ Chí Minh thôi. Nên là cái chất lượng về cái xe rất là tốt. Hầu như là chỉ khoảng mất đi một vài phần trăm thôi, so với xe mới thôi. Đó, còn lại là như xe mới luôn, rất là đẹp. Ở đây thì mình đang có chiếc G63 màu Scenery Gray, màu xám Titan, nội thất màu đỏ. Đây là một phiên bản xe option V1 ha, có đầy đủ tính năng luôn, cũng như là công nghệ mới trên chiếc dòng G là đầy đủ luôn, full tính năng luôn nha. Có cái nút Remote Control nè, trên vô lăng nè, chuyển chế độ lái cũng như là chỉnh phuộc, chỉnh bô nè. Đó, da nắp ba luôn, ốp cổ. G63 thì không phải bàn rồi, thật sự mà nói thì con này rất là chất, đi rất là ngầu. Đó. Mọi người muốn tham quan cũng như là tìm hiểu thêm về dòng nào thì cứ inbox nha, mình sẽ quay trực tiếp. Bên đây thì có GLS 450 Formatic. Bản này là bản xe nhập Mỹ các bạn. Xe 7 chỗ luôn. 7 chỗ. Đó. Xe này xe mới ha, xe mới nha. Xe mới đẹp lắm. Đó. Bên đây bên kia thì cũng có thêm GLB 200 rồi thêm nhiều dòng xe GLA. Rồi. Thì nãy giờ bên đây có một chiếc V250 nha. Đó, xe này là cũng là xe nhập từ Tây Ban Nha luôn, Mercedes Tây Ban Nha. Đó. Nếu mà quý anh chị và cô bác muốn xem cái dòng xe này thì đến nhanh nha. Bởi vì là xe này thì số lượng rất là ít các bạn. Số lượng rất ít, hạn chế luôn, hầu như một năm về vài chục xe mà về xe nào là hết xe đó. Đó. Xe này là nhập trực tiếp từ Mercedes Tây Ban Nha các bạn ha. Mỗi dòng xe nó sẽ là nhập một cái nhà máy khác nhau. Rồi, nãy giờ mình cũng đã giới thiệu sơ về cái xe, những cái xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng cũng như là xe mới đang ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và cho Mạnh một subscribe nha. Đó là một cái động lực cho Mạnh để mình quay thêm nhiều clip mới hơn. Mọi người có muốn tìm hiểu thêm về cái dòng xe xe nào của Mercedes-Benz hoặc là xe đã qua sử dụng, hoặc là muốn trải nghiệm dòng xe nào thì hãy liên hệ số hotline của Mạnh nha. Mạnh sẽ trực tiếp tư vấn cũng như là mang xe đến cho các bạn để các bạn trải nghiệm thực tế hơn. Còn bây giờ thì xin nhắc lại, hôm nay là mùng 10 tháng Giêng âm lịch, năm Giáp Thìn. Nếu mà quý cô chú anh chị nào có xem được clip này thì đang có quá trình tìm hiểu thêm về những dòng xe mới cũng như là sắp sửa sắm cho mình một chiếc xe dành cho gia đình, thì hãy cân nhắc và nghiên cứu thêm những dòng xe mà Mạnh vừa giới thiệu nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye.